Video này chỉ mang tính chất vui vẻ, không cổ xí cho bất kỳ những hành động tiêu cực nào đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Hello, Happy xin chào các bạn nha các bạn ơi. Các bạn biết gì chưa? Happy đã được 1.000 tim rồi nè các bạn ơi. Đã chưa? Happy cảm ơn mấy bạn nhiều nha. Trời ơi, đã chưa? Happy được 1.000 tim rồi. Và các bạn ơi, các bạn biết gì chưa? Happy đã được 2.000 sao rồi các bạn ơi. Đã chưa? Trời ơi, rất là đã luôn á các bạn ơi. Happy rất là thích luôn á. Happy cảm ơn các bạn nhiều nha. Thì bây giờ Happy đang để dành tiền đó các bạn ơi. Đang để dành tiền những Happy mua xe đó chứ. Happy có xe dở quá các bạn ơi. Đó. Rồi bây giờ đi vô đây thôi. Đố các bạn Happy thích chiếc xe nào nè các bạn ơi. Và Happy thích chiếc. Chờ chút nha bạn. Đó các bạn ơi, Happy thích cái chiếc này nè. Mà Happy không có đủ tiền để mua bạn ơi. Thôi mà cũng không sao, Happy sẽ mua chiếc nào rẻ hơn. Thôi bây giờ Happy đi ra ngoài nha bạn ơi. Mà quên rồi chứ các bạn ơi. Quên nữa, nói cho các bạn biết nè. Hôm nay Happy sẽ tự thử thách bản thân luôn nha bạn ơi. Chứ không phải là mấy bạn nói đâu. Happy sẽ thử thách đi mua những món đồ này nha bạn ơi. Những món đồ có trong khu phố nè. Đó, rất là đá luôn nha bạn ơi. Thì đầu tiên Happy sẽ đi mua bánh nha bạn. Tại vì Happy mới đi đổi tiền xong bạn ơi. Happy được nhận quà luôn nè, đã chưa? Rồi bây giờ đi mua bánh. Còn bạn có muốn ăn bánh thì thơm ngon không? Dĩ nhiên là có rồi. Một cái bánh 15.000. Wow. Dạ tắt nó xuống đi. Rồi xong. Ăn bánh thôi, nhâm nhâm nhâm. Bánh ngon các bạn ơi. Mình phải ăn 3 nhát nó mới no nha bạn ơi. Ui, lần này Happy ăn được 4 nhát luôn bạn ơi. Đã quá à. Còn có cái bánh hamburger này nữa nè bạn. Đó, ăn luôn. Rồi xong. À, bây giờ Happy sẽ ăn ice cream. Ăn cream kem. Ăn kem gì bây giờ bạn ơi? Trời, cho mấy bạn lựa đó. Gì gì à? Kem trộn vị. Ồ, kem trộn nè. Mua luôn này. Ai gì mà không mua. Kem trộn thì Happy mua. Không phải là kem xích đâu nha, mà kem đen đó bạn. Rồi xong. Bây giờ Happy sẽ đi ở đây. Mình ở đây để mua đồ nha bạn. À mua gì đây? Mua pizza. Đó, pizza ngon nha bạn ơi. Mình có thể đi giao pizza giúp mấy cái anh này luôn nè bạn ơi. Đó, ăn cho cái anh này thèm luôn. Ủa bạn ơi, sao mấy bạn nó có chiếc xe đó vậy? Mua đâu hay Happy không biết nữa. Thôi Happy không có mua nữa nha bạn. Mà bây giờ khát nước quá. Mà Happy không có thèm nước, mấy cái nước ép đâu. Happy thèm mấy cái nước nước thường đó bạn ơi. Thôi vậy thôi, bây giờ Happy sẽ đi vô tiệm nha bạn. Đó, Happy đi vô tiệm nè bạn ơi. Xong bây giờ Happy sẽ đi uống nước nha. Ủa lộn, đi mua nước để uống được. Nè có bia nữa nè, trời ơi, mua 15 cái. Oh my god. Ủa nước có ga chứ, này là nước có ga. Còn cái này là nước Coca-Cola nè. Nước ép ca và nước ép thường. Ủa lộn, tự nhiên có nước ép thường nữa. Chỉ có nước suối, nước lọc thôi nha bạn ơi. Đấy, uống luôn nè bạn ơi. Ui, nước ngon quá. Tại vì nãy giờ Happy ăn rồi bạn ơi. Mà quên nữa chứ Happy chưa có lấy xe đẩy sao mà mua đồ bạn. Mà Happy suy nghĩ lại rồi Happy không có. Happy chỉ mua vài thứ lặt vặt thôi bạn ơi. Tại vì các bạn nhìn trong kho các bạn nè. Cái da lộn, kho này nè. Rất là nhiều đồ luôn, có xúc xích nữa nhưng mà mình không có lấy ra được bạn. Đó, ở đây nè, chỗ bán bánh. Chỗ bán bánh mà không có mua được thôi, vì bây giờ mình đi ra nha. Các bạn ơi, rồi bây giờ Happy sẽ đi qua tiệm thú cưng nè bạn. Quên nữa chứ, tự nhiên Happy đi qua tiệm thú cưng các bạn ơi. Trời ơi, hay chị. Đó, cái chỗ này là bán mấy cái đồ là dễ thương á. Đó, bạn thấy chưa? Trên cái tivi đang chiếu á. Rồi bây giờ Happy sẽ đi vô nha. Đó, Happy đi vô tới rồi nè bạn ơi. Giờ vô chúng ta sẽ gặp em gấu. Em gấu chúng ta đứng selfie nè. Rồi đây là gì vậy? Đây là chỗ để nhảy nè. Đã chưa bạn? Đây là bạn bán gì vậy? Trời, bạn này bán bong bóng. Ui, đã vậy. Bong bóng dễ thương đó. Rồi, ở đây là cầu trượt nè bạn. Còn có xe lửa nữa. Xe lửa lên đường nào vậy bạn? Được rồi. Sao tới lúc mà Happy dựng lên á là lúc đó là cái xe nó chạy luôn. Buồn ghê chưa. Xe ơi. Mấy bạn đừng có đi giống Happy gì với bạn đi. Đừng có đi giống Happy vô ngoài đời vậy nha. Happy chỉ ở trong game hay chơi nha.
chứ không có được ở ngoài đời mà làm gì đâu. Đó, Hebe sẽ ở trong xe. Rồi ngồi, ây da, tới lúc mà Hebe lên xe đã lúc nó tới bến luôn. Rồi bây giờ mình chờ cho nó chạy. Có một bạn nhóc nè. Đây, đã chưa mấy bạn ơi? Đó, rượn. Xịn chưa? Thôi, bây giờ Hebe sẽ đi xuống đường Hebe mua mấy cái này, nhưng mà mấy cái này phải mua và mấy cái thỏi vàng lắm. Mà các bạn nhìn nè, thỏi vàng quá, Bi không có cái gì luôn bạn ơi. Bi không có một cái thỏi vàng nữa mà vô đây làm chi. Thì Bi giới thiệu cho bạn xem thôi. Rồi bây giờ Bi đi ra ngoài nha. Đó, đi ra ngoài xong. Đó, đi ra ngoài xong rồi bây giờ Bi sẽ đi mua tiếp. Bi đi mua gì vậy ta? Mà quên nữa chứ. Bi coi, ơi quên rồi, Bi chưa muốn có mua cái phao. Hebe không biết là Hebe có đủ tiền để mua phao chưa nữa. Hebe đang bị liệu. Tại vì cái miệng của Hebe nó đang bị phồng lên nên Hebe nói chuyện Hebe khó nha bạn. Hebe bị nổ đạn thôi. Đó. Trời ơi, nói chuyện mà gọi là trúng cái giọng đó là hơi bị rét luôn. Cái này phải mua bằng kem cương nè bạn. Mắc quá. Pha con vịt đi cho nó dễ thương nha. Rồi xong mấy ba em. Hebe đã mua rồi đó. Chạy, nó chạy trên bờ được không ta? Để Hebe lên bờ hay Hebe chạy nữa coi. Chắc là không được đâu. Cười không được rồi bạn ơi, ở dưới chỉ có ở dưới nước mới chạy được thôi. À, trời ơi, cưng nha bạn ơi. Rồi thôi, Hebe muốn về nhà quá. Bạn ơi, về nhà ăn quá. Thôi bây giờ Hebe sẽ đi về nhà để Hebe nấu ăn nha bạn ơi. Thôi về nhà thôi. Rồi, Hebe đã về tới nhà rồi nè bạn ơi. Wow, mùa mưa nữa chứ. Hebe bên giới thiệu ăn nhà mới của Hebe nữa nè. Đây là chỗ gọi là để ăn nè, ăn cơm nè bạn. Mấy bạn fan của Hebe vô ăn thì ăn. Đâu có nấu ăn thì nấu nè. Bây giờ Hebe thèm súp nấm quá. Thôi mua luôn súp nấm nha bạn. Rồi xong nấu súp thôi. Nấu súp. Rồi xong nấu súp xong rồi. Ăn ngay. Nhum. Ngon quá. Nhum. Cái súp này Hebe làm rất là ngon luôn. Còn ở đây là chỗ đi rửa chén nè các bạn ơi. Hebe làm cái miếng lót ở đây nè các bạn ơi. Đừng có gì mình đi á. Cái gì mình chùi chân luôn bạn. Chứ nó đừng, với lại nó cũng không có bị văng nữa. Rồi chỗ này là chỗ nước nè. Hebe đã ăn xong rồi. Rồi bạn thấy không, đây là căn phòng ngủ. Đó, mấy căn phòng ngủ này nè. Ở đây thêm căn phòng ngủ nữa. Bạn quên đi chứ. Hebe đã thành công được một em bếp. Bếp này á khó ra lắm á nha, cũng hiếm ra lắm á. Trời ơi, dễ thương chưa? Trời ơi, rất là đã luôn nè. Đây là cái phòng ngủ. Các bạn thấy mắt chỗ này là chỗ gì đúng không? Đây là chỗ để chăm sóc bếp á. Đây là mấy em dễ thương. Em thỏ và em gì đây? Em mèo. Và bên đây là em alo alo, là em mà Hebe thích nhất luôn á. Là em heo. Nhưng mà Hebe không có đi đen đó, em nó để ở nhà trong. Hebe chỉ đem cái em chó sụp bò thôi. Đó, đem đi chơi. Rồi ở đây là nhà vệ sinh cho mấy bạn fan đi vệ sinh nè. Còn gồm có chỗ tắm bếp nữa nè bạn ơi, gồm cho những bạn nào không có. Rồi ở đây là chỗ để treo đồ, treo khăn nè. Là cái tủ này là con cá mà Hebe thích nè. Đây là chỗ treo khăn lau tay. Đấy, và cái chỗ trống trên đây nè. Và ở dưới đây Hebe không biết trang trí, tại vì nhà này nó rộng quá bạn ơi. Hebe trang trí không có được, tại vì nó rất là rộng luôn. Thôi các bạn ơi, bây giờ Hebe sẽ đi nha. Đó, tắt đèn này, tiết kiệm điện nè. Đi ra ngoài thôi. Đó, xong rồi, đi ra ngoài nè. Bây giờ Hebe sẽ đi vô đây. Mà Hebe có bị bệnh gì đâu. Đi vô đây bạn. Bạn bệnh gì? Không, Hebe không có bệnh, Hebe vô đây chơi à. Hello, nào nói gì đây? Xem nào, ủa, xem gì vậy? Ui, ông nhóm lên, ông chờn, ông nhìn cái gì vậy? Ủa sao ông cứ chờn như vậy hoài luôn? À, ông bác sĩ, ông bị bệnh lùn, bạn ơi. Hebe tôi không cao luôn, ai nhé, ông lùn. Hiện giống nhóm lên để ông nhìn coi thấy mặt Hebe á, bạn ơi, trời ơi. Ông này, thiệt chứ bạn ơi. Ô mà các bạn ơi, đây là số tim của Hebe. Ở đây là chị để chị đường cho mình đi. Nhưng mà không có tấm bảng như là ở ngoài kia. Bạn đang câu cá, hello mấy bạn nha, hello. Trời ơi bạn ơi, đang chơi tự nhiên các bạn kêu Hebe lại, không biết chi nữa nè. Ui nhà đẹp quá, Hebe cũng sẽ cho sao luôn. Ui con cá sấu nữa. Đó. Ở đây là chân mấy em cá mà bạn nó câu được nè. Ở trong cái hồ này nè.
đã chưa? Trời ơi, rất là đã luôn. Đây là nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh cũng đẹp đó chứ. Màu xanh biển luôn, nhưng mà không có màu xanh biển nhạt. Wow, đây là một chỗ mà em mơ ước luôn nè. Đây là cái phòng cá nè bạn ơi. Mà bây không có nhiều cá như vậy. Có cá là có cá nhiều là em đi bán hết. À, bạn này có quạt cá gương miệng và cá bình thường nè. Cưng ghê chưa trời. Happy có ra con cá hề rồi á. Cá hề thì Happy khổ không có cầm chân các bạn ơi. Tại vì cá hề nó cũng đâu có hiếm đâu. Nên Happy sẽ bán luôn. Đây là chỗ câu cá tiếp nha bạn. Không phải câu cá lộn. Chỗ này chỗ ngồi uống nước nè. Rồi chỗ này là gọi là cái phòng ngủ. Có cho bé ngủ nữa. Cũng xịn ấy. Wow, cái này là không có ai mà có đủ vàng để mua đâu nha. Có mấy bạn thì có vàng để mua. Mua cái này nè. Các bạn thì nhập code nha bạn. Happy cũng biết code nhưng mà Happy không có nhập bạn ơi. Nếu như bây giờ mình nhập đó là hết hạn luôn rồi. Trời, cái tủ lạnh. Cái tủ lạnh để nhìn tức quá rồi. Để gì mà sát chết luôn vậy bạn ơi. Trời ơi, không sao. Không sao đâu bạn. Ok, cũng được. Đó. Rồi bây giờ Happy sẽ đi lên lầu đó nha. Lầu đó là lầu gì? Lầu này nè. Lầu này thì không có gì hết. Ok. Và các bạn ơi, nếu như mà các bạn thích clip này thì hãy nhớ like và share cho Happy coi động lực để Happy làm tiếp cho bạn xem nha. Vậy thì bye bye các bạn nha. Chúc mọi người một ngày vui vẻ. Bye bye. Video này chỉ mang tính chất vui vẻ, không cổ xí cho bất kỳ những hành động tiêu cực nào đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam.